Nguyễn Phú Trọng đang ở Bệnh viện 108 Hà Nội. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Việt Nam Airlines khởi hành từ Sài Gòn đi Hà Nội lúc 15 giờ 30 phút hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4 sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không được cho là trở theo ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên tờ Thời báo ở Đức trong bài viết Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về Bệnh viện 108 Hà Nội. Bài viết nêu khá chi tiết. Tháp Tùng Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Hà Nội có các bác sĩ và ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay nội bài, đoàn xe hộ tống cùng các xe cứu thương bác sĩ đã đợi sẵn đưa thẳng bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng vào nội thành Hà Nội, đi phía trước là nhiều xe cảnh sát dẹp đường, bảo vệ an ninh. Đúng 18 giờ 15 phút giờ Việt Nam, xe cứu thương đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chi tiết hơn nữa là theo bài báo này, một ủy viên Trung ương Đảng đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng khá căng. Theo thời báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang nằm tại tầng 2, mé bên phải, khoa A11. Cũng ở tầng này, Đại tướng Lê Đức Anh đang được điều trị tích cực ở căn phòng mé bên trái. Hình ảnh được kèm theo bài viết cho thấy bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội được canh phòng rất là nghiêm ngặt. Thông tin của tờ thời báo trùng khớp với tin cập nhật trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, 15 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 4, chuyển về Hà Nội, 18 giờ 15 ngày 16 tháng 4, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Trước đó, cũng Facebooker này vào cuối ngày 15 tháng 4 cho hay ông Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh và ăn cháo. nối tiếp với những tin đồn lan tỏa trên mạng xã hội 3 ngày qua về diễn biến sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng là những hình ảnh được chụp từ camera hành trình vào lúc 15 giờ 09 phút giờ địa phương trên đường Hoàng Văn Thụ ngày 16 tháng 4. Hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của Facebooker Đinh Nhật Uy. Tin nhanh lúc 15 giờ từ bệnh viện trợ giấy ra đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, qua ngã tư Bảy Hiền, đến Bùng Binh Lăng Cha Cả. Ngã ba ngã tư nào cũng có giày đặc công an đủ sắc phục. Đoàn xe hộ tống chở anh hai ghế ra sân bay Tân Sơn Nhất về lại Ba Đình, có lẽ để gặp mặt bác lần cuối. Những hình ảnh này cho thấy toàn bộ giao thông ngay góc Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ bị chặn lại. Cảnh sát giao thông cơ động được tập trung để xung quanh một đoàn xe cứu thương đang chạy vào hướng phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Vài tiếng sau, trên Facebook cá nhân, Luật sư Trần Vũ Hải đăng một đoạn video cùng với nội dung Tôi đang trên đường từ viện 108 về gần cầu Nhật Tân, thấy nhiều tố công an bộ đội đứng đường, không hiểu chuyện gì xảy ra, lại vừa thấy xe cứu thương đi khá từ từ, vừa cách đây một phút. Chỉ vài dòng rất ngắn ngủi nhưng được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều, lượng truy cập vào video này khoảng 45.000 lượt. Qua những lượt xe cùng với những comment về video này cho thấy cộng đồng mạng đều ám chỉ đến nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục trong những ngày qua, tên của ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nằm trong top tìm kiếm trên Google. Tin tức về sức khỏe của ông Trọng vẫn tiếp tục là điều được quan tâm nhiều nhất trong dư luận người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, trong lúc gần 1.000 cơ quan truyền thông báo chí do nhà nước kiểm soát vẫn hoàn toàn im lặng. Đã đến lúc nói câu giã tử. Ông Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não nhẹ trong chuyến làm việc ở Kiên Giang, nguyên nhân do bệnh già và di chuyển, làm việc nhiều. Hiện ông đang chữa trị tại bệnh viện 108, nói chung thì hiện không có gì nguy hiểm. Căn bệnh về tim mạch, huyết áp, liệu có tai phát khi tiếp tục cường độ làm việc căng thẳng với một người đã 75 tuổi, một mình kiêm hai chức vụ quan trọng nhất đất nước. Bộ chính trị khóa 12 đã có hai trường hợp phải giã từ chính trường đột ngột, đó là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang, cả hai đều mắc những căn bệnh kỳ lạ. Ông Huynh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, đôi lúc mất trí nhớ, ông nhanh chóng bị ông Nguyễn Phú Trọng cho nghỉ dưỡng nhưng không thể phế chức ủy viên bộ chính trị. Quan ông Trần Đại Quang đang khỏe mạnh, bỗng nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, người nói ông bị ung thư phổi, người nói ung thư tủy, nhưng cuối cùng bác sĩ ở ban sức khỏe trung ương nói ông mắc căn bệnh lạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 89 và 90 về tiêu chí lựa chọn 4 chức danh là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt là quy định 90 rõ ràng hơn về tiêu chí lựa chọn, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bổ nhiệm giới thiệu ứng cử theo quy định của đảng đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn quy định cũng nêu rõ phẩm chất và trách nhiệm của tổng bí thư trong đó có đoạn trách nhiệm được nhấn mạnh bằng chữ đặc biệt có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đặc biệt là người kế nhiệm và quy định lựa chọn chủ tịch nước chủ tịch nước được quy định là người có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác nhất là lĩnh vực đối nội đối ngoại an ninh quốc phòng Hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp là trung tâm đoàn kết của các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Căn cứ những tiêu chuẩn do chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra thì bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi liệu ông trong vai trò Tổng Bí thư đã tìm ra người kế nhiệm hay chưa khi sức khỏe của ông không thể đảm bảo như vậy. Trên vai trò Chủ tịch nước, ông có hiểu biết gì về tư pháp và lĩnh vực đối ngoại? Ông ông trọng năm nay 75 tuổi hai năm nữa là đến đại hội 13, ông sang tuổi 77. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính đưa ra ba đội tuổi quy hoạch vào Trung ương tại thời điểm năm 2018 là dưới 55 tuổi, dưới 50, dưới 40. Vậy nếu ông Trọng tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ nữa, ông cách biệt với đa phần ủy viên Trung ương Đảng đến một thế hệ, ông thực sự là cha già trong Đảng. Chỉ bằng chính những quy định mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra về tiêu chí nhân sự, ông hoàn toàn phải rời khỏi chức vụ khi hết nhiệm kỳ này. Đến Trung ương 10, ông phải giới thiệu người kế nhiệm với ông trọng thì ông đặt ra quy định của mình cho người khác chấp hành còn bản thân ông thì ông đặt cho mình một ngoại lệ ông gọi đó là trường hợp đặc biệt nếu là trường hợp đặc biệt như vậy ông trọng muốn làm thêm bao nhiêu nhiệm kỳ nữa cũng chẳng có vấn đề cái này phù hợp với các nước có hệ thống chính trị tương đồng với việt nam như cuba triều tiên trung quốc nga các lãnh tụ ở nước này đều nắm quyền vô thời hạn ở trung quốc ông tập cận bình đã tính sửa luật để ông giữ chức chủ tịch nước mà không bị giới hạn thời gian còn ở Nga thì ông Putin sau màn cháo đi đổi lại trước Thủ tướng và Tổng thống. Cuối cùng thì ông Putin sửa luật để ông ngồi vĩnh viễn, đỡ mất công chuyển đi chuyển lại. Nhưng ông trọng già hơn các ông kia và sức khỏe yếu hơn, đặc biệt là căn bệnh xuất huyết não. Sẽ là dấu hiệu ông có thể đột ngột tử vong bất cứ lúc nào, không thể lường trước được. Liệu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sợ hãi ông Trọng đến mức phó thác số mệnh đảng vào tính mạng của một ông già, sức khỏe như thế hay không? họ có dám bàn đến phương án tìm nhân sự thay thế trường hợp bất đắc dĩ như ông quang để rồi ông trọng phải than vì hoàn cảnh mà một người phải làm hai việc hay không chỉ một trường hợp chủ tịch nước trần đại quang đột ngột tử vong mà trung ương không kiếm nổi người thay thế buộc phải để mình ông trọng tự chọn gánh cả hai việc quan trọng là chủ tịch nước và tổng bí thư giờ nếu ông trọng đột tử thì kiếm ai thay ai là người đứng ra đề cử người thay nếu có người thay được ông trọng hiện nay trong trung ương thì hẳn người đó đã làm luôn chủ tịch nước, không phải để ông Trọng than là hoàn cảnh bất đắc dĩ, ông phải gánh thêm chức chủ tịch nước. Trừ khi ông Trọng quá tham vọng quyền lực, điều mà ông vẫn chửi rủa người khác. Cái lúc kiếm ai thay mới là lúc loạn đảng tranh giành nhau, chém giết nhau. Thế nên nếu sau quân xuất huyết não này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không đặt vấn đề với ông Trọng về người kế nhiệm, ông Trọng tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ và làm thêm nhiệm kỳ nữa, đó mới là điều rất thú vị bởi bất ngờ ông đột tử đảng cộng sản việt nam sẽ rơi vào hỗn loạn tranh giành nhau quyền lực kiểm soát thể chế thường thì khi đó phe không thân ông trọng sẽ chiến thắng phe thân ông như trường hợp mao trạch đông và stalin cuối cùng số phận của bọn bèn lũi bốn tên bên trung quốc và chùm mật vụ thân tín của stalin là beria là minh chứng rõ rệt nhất cho những tay chân của ông trọng hiện nay nếu ông đột tử éo le là ai là người dám nói ông trọng nên tìm người kế nhiệm trong khi ông trọng vẫn muốn làm Kẻ nói ra điều mà ông Trọng cho là phạm thượng ấy liệu có yên thân với ông? Nhìn cách mà báo chí muốn bưng bít thông tin ông bị bệnh cho thấy ông vẫn muốn làm cho đến khi ông chết mới thôi. Nếu ông Trọng không muốn dỡ từ như vậy, ông còn muốn tiếp tục làm đến khi chết và không muốn giới thiệu người kế nhiệm. Tôi thật sự không phục ông từ tận đáy lòng, bởi nếu thế ông chả lo gì cho sự bền vững của cái đảng Cộng sản này khi ông chết đi. Có khi trong sâu thẳm ông tham giữ chức như thế, có thể ông đã sắp đặt trong đầu để ông đi vào lịch sử trong tiếng khen ngàn đời của nhân dân. Đó là khi ông chết, cái đảng Cộng sản khốn nạn này cũng chết theo ông. Đấy là điều vĩ đại nhất mà ông làm trong đời, giá mà tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ những người vui mừng như bắt được vàng là giới quan tham, đặc biệt là các gia tộc họ Nguyễn, họ Lê mà chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang dần thiêu đốt. Nếu Tổng tịch ra đi, bãi sẽ mở tiệc khao bia cả kiên giang một cư dân mạng viết như thế. Ngay trước mắt là những vụ án lớn mà Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương của ông Trọng đang nhắm tới như vụ mobile phone mua AVG mà vừa bắt được Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phố Đô La Phạm Nhật Vượng, vụ Junin 2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có rất nhiều dấu hiệu hối lộ đến 584 triệu đô cho các quan chức Venezuela để nhận được quyền khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2. Cả hai đều phẳng phất bóng dáng của Nguyễn Tấn Dũng. Vụ mobile phone mua AVG liên quan rất nhiều người, chưa kể một số vụ án khác liên quan đến khối ngân hàng đại gia Lưu Manh Trần Bắc Hà, đệ tử ruột của Nguyễn Tuấn Dũng và tiếp sau đó là vụ thủ thiêm. Trần Bắc Hà, đệ tử ruột của Ba Dũng đang bị tạm giam và điều tra về việc gây thất thoát khi điều khiển ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV. Từ năm 2017 đến nay, đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã khiến nhiều quan chức bật trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch. Một cựu quan chức mô tả về tâm thế của những quan chức trên theo một cách rất tâm thần học, co rúm lại bởi những cơn ám ảnh xuất hiện ngay cả trong giấc ngủ vụ bắt Đinh La Thăng vào cuối năm 2017 không chỉ phá vỡ tiền lệ, Ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam trước đây, không chỉ mở màn cho chiến dịch chống tham nhũng giai đoạn 2 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ khiến một số nhà văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như Sĩ Phu Bắc Hà, Bậc Nhân Kiệt, Thế Thiên Hành Đạo, Minh Quân, không chỉ đánh dấu lần đầu tiên cho cuộc đời hơn 6 năm làm Tổng bí thư của mình. Nguyễn Phú Trọng bắt đầu nắm được Bộ Công an và dường như còn khiến lộ ra lòng ham muốn của Nguyễn Phú Trọng được phòng tác như một nét gì đó của Tập Cận Bình. Đó chính là mối nguy cơ lớn nhất đối với vô số nhóm lợi ích của Việt Nam. Đã từ lâu đất nước bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và nguồn cơn một đảng lãnh đạo toàn diện này. Giới quan chức tham nhũng đã thấm nhuần triết lý, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng vào năm 2017, ngay cả một số cây viết thuộc phe lợi ích cũng phải công khai thừa nhận một triết lý mới toanh, trọng không cần tiền mà cần tiếng. Dĩ nhiên loại quan chức nhiều tiền lắm của luôn lo sợ chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng lặp lại những gì của Tập Cận Bình mà sẽ đốt giáo mọi thứ củi và chẳng ưa ông trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong này bị đột quỵ hoặc bị ám sát nhưng những quan chức nhúng chàm không muốn uột rửa lại chẳng mấy hy vọng việc tổng bí thư trọng bị một sát thủ vô hình bắn hạ như cảnh vẫn diễn ra trong phim mỹ sau vụ cả ba bị bắn ở yên bái vào tháng 8 năm 2016 nghe nói quân số bảo vệ các ủy viên bộ chính trị và đặc biệt là cho tổng bí thư đã tăng gấp đôi gấp ba nên quá khó để ông trọng bị thế này thế nọ thậm chí cả bị đe dọa cũng chưa thấy còn vào lúc này những tin tức mới nhất về khả năng Nguyễn Phú Trọng đã thực sự gặp phải một cơn tai biến đang trở thành niềm hy vọng không dám nói ra lời cho giới quan chức và các gia tộc quan chức tham nhũng. Nếu quả thật bị đột quỵ bởi tai biến mạch máu não ở tuổi 75, ông Trọng sẽ phải cay đắng chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử mà cái khiến mà đã khiến cái lò của ông ta bị nguội đi rất nhanh theo cách trên nóng dưới lạnh. Càng chẳng làm gì nổi Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị đã từng hạ nhục ông ta tại hội nghị trung ương 6 vào cuối năm 2012.